Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mười Khó TV. Và hiện bây giờ là đã là 11 giờ trưa và Mười Khó đang đứng tại 472 giao với đường Trung An nha các bạn, huyện Củ Chi. Bây giờ người dân có vẻ đã quá chán với cái cảnh mà theo dõi lực lượng cảnh sát cơ động đi tìm thượng úy công an rồi các bạn. Và người dân hầu như đã về bớt rồi các bạn. Về bớt rồi các bạn coi nè. Phía ngoài này là đã về bớt hết rồi nha. Dường như là hôm nay là ngày thứ ba tìm kiếm thượng úy công an Lê Quốc Tuấn. Và nhiều người cũng đã quá mệt với cái cảnh mà đứng dưới trời nắng để theo dõi lực lượng công an cũng như cảnh sát cơ động tuần tra tại khu vực các bạn. Và người ở bên ngoài này hiện có mấy anh dân phòng, bảo vệ dân phố và công an khu vực nha, đang túc trực để phân luồng giao thông tại đây, giúp cho giao thông của khu vực nó thông thoáng hơn. Và dường như người dân họ cũng đã ra về bớt rồi các bạn, không còn cái cảnh mà đông đúc ở đây nữa. Vào những cái ngày đầu á, ngày đầu mà tìm thượng úy Lê Quốc Tuấn á, thì bà con đứng ở đây rất đông lắm, dường như mọi người luôn có trong cái tư tưởng là chờ để lực lượng cảnh sát cơ động cũng như chó nghiệp vụ vào trong cái vườn trái cây cũng như vườn vườn rau nhút, ao hồ, cây bụi rậm phía trong ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi để tìm thượng úy công an. Tuy nhiên là ba ngày trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được các bạn. Và hành tung của vị thượng úy công an này đang rất là bí ẩn nha. Các bạn coi nè, nhưng người dân đã về hết rồi. Họ đã quá mệt mỏi với cái cảnh mà đứng dưới trời nắng để theo dõi vụ việc này các bạn. Bây giờ người dân Củ Chi đã về rồi, chỉ còn một ít người thôi các bạn ạ. Chỉ còn một ít người ở nơi xa tới hiếu kỳ theo dõi vụ việc thôi. Mình có theo dõi là có một số người ở tận Lâm Đồng nè, ở tận Bình Dương nè, ở tận Tây Ninh nè, ở tận Bình Phước, vượt hàng chục thậm chí là hàng trăm cây số để đến với xã Trung An, huyện Củ Chi để theo dõi vụ việc các bạn. Và người dân Củ Chi họ cũng đã quá chán ngấy cái cảnh này rồi. Thật sự họ là họ bây giờ là họ không còn rảnh nữa để mà nán lại để chờ theo dõi lực lượng cảnh sát cơ động rồi chó nghiệp vụ rồi xe thiết giáp rồi xông vào vườn để tìm thượng úy công an Lê Quốc Tuấn nữa các bạn. Các bạn thấy không? Cái đây là cái ngã ba nè. Và bây giờ cái tuyến đường này đang rất là trống trải nha. Còn trong cái quán cà phê á, thì chỉ còn một ít người ngồi thôi. Cái đống nước mía mà cái gì đó chị sai hôm qua thì nó cũng không còn nhiều nữa các bạn. Anh cá viên chiên các bạn thấy không? Anh cá viên chiên thì anh đứng mà ế khách luôn. Anh ngồi mệt mỏi ế khách các bạn coi kìa. Đó các bạn thấy không? Tuy nhiên cái tuyến đường 472 thì vẫn được lực lượng cảnh sát cơ động phong tỏa các bạn. Và họ không cho ai vào hết. Đó các bạn thấy không? Hai người đang đi xe máy vừa vào thì phải quay ra và đi đường khác kìa các bạn. Chứ không họ chứ không có thể đi vào được trong cái đường đó nữa. Mình không hiểu lý do tại sao mà đến bây giờ cái tuyến đường 472 vẫn đang phong tỏa. Và mình nghĩ rằng là vẫn có khả năng Lê Quốc Tuấn còn trốn trong cái vườn trái cây của người dân ở trong khu vực, nên cái tuyến đường 4 và 2 này vẫn chưa được lưu thông bình thường như mọi khi. Chỉ có những người mà dân gốc ở trong này mới được ra vào thôi các bạn, còn lại là ô tô, xe máy này, xe đạp rồi xe gì vào cũng không được. Các bạn coi này. Đây là hai cái khiên chống đạn nha.
và người dân đã đi về bớt rồi bạn. Các bạn coi nè, cái tại khu vực này nó đã quá thông thoáng rồi, người dân đã quá chán rồi, lờn xem cái cảnh này rồi. Và cái chiếc ô tô này của bên lực lượng chuyên ngành hay là gì mà mình không rõ. Trời hiện giờ đang rất nắng nha, mà mấy anh cảnh sát cơ động cũng đã vô phía trong để đứng hóng mát rồi các bạn. Nói chung là trong 3 ngày qua thì mấy anh cảnh sát cơ động cũng rất là mệt mỏi, thì thức đêm thức hôm nắng gió để theo dõi vụ việc. Mấy anh cảnh sát cơ động cũng mệt mỏi lắm các bạn. Hiện giờ bên ngoài trời là đang nắng khoảng ba mấy độ, rất là nóng lắm luôn. Đang có 3 người mà đi xe máy vào này, bị lực lượng cảnh sát cơ động cản lại và hỏi là có phải là người dân ở trong này hay không. Nếu như không phải người dân ở trong này thì mời anh ra ngoài đó các bạn. Và công an cũng đang hỏi những cái người này, và chị này chị chìa một cái sổ khám bệnh ra các bạn. Hình như là hai vợ chồng đang chở đứa con đi khám bệnh về. Và mình cùng chờ xem kết quả nè, sau một hồi nói chuyện. Và kết quả là cặp vợ chồng cùng đứa con này đã lọt qua chốt của cảnh sát cơ động để vào bên trong. Và cảnh sát cơ động ở đây cũng thông cảm cho mọi người đó các bạn. Dường như người dân ở Củ Chi cũng đã chán với cảnh theo dõi lực lượng chức năng tìm thượng úy công an rồi các bạn. Sáng giờ bán được nhiều không anh? Mới vừa ra. Ê quá hả? Giờ mấy rồi? Dạ. Thấy người dân hôm nay cũng chán cái cảnh mà đứng xem rồi anh ha. Không có bị đuổi gì nhiều. Dạ. Với lại mình thấy bây giờ nó cũng vắng như hôm qua, hơi vắng hơn hôm qua. Nhưng người dân họ cũng chán rồi. Có cái thằng ở trong khu vực này không mà thấy cứ đi cứ ship ở đây hoài ha. Dạ, cái đó cũng đang là một điều bí ẩn. Hồi tối thấy trên đài của thành phố nói đâu có khả năng nó cũng đâu còn ở đây. Dạ, nhưng mà cái phần trăm nghi ngờ cái thằng đó ở trong này là vẫn còn anh. Vì thử là họ cũng đang theo dõi. Nhưng mà có chó nghiệp vụ gì mà sao không đánh hơi được ta? Anh đã thấy chó nghiệp vụ chưa? Chó nghiệp vụ hôm qua chứ hôm qua trước chứ hôm nay đâu còn. Dạ, mà anh đã thấy họ dẫn chó nghiệp vụ chưa không? Có, vào không? Có. Chó nó to như thế nào anh? Chó bẹt kê bình thường đó. Nó đứng tới hông người lớn không? Là thì to dữ rồi. Dắt mấy con cũng được. Dạ. Bây giờ các bạn, hiện nay thì những người dân mà hóng hớt thì đã dạt ra phía bên ngoài cầu rồi các bạn. Dạt ra phía bên ngoài cầu rồi. Họ không còn tập trung đông và sau vào bên trong nữa các bạn. Và đã 3 ngày trôi qua, hành tung của thượng úy Lê Quốc Tuấn vẫn đang là một điều bí ẩn và không ai biết anh này đang ở đâu các bạn. Thật sự các chiến sĩ cơ động, công an, biên phòng, thậm chí cả bộ đội đều có nghiệp vụ và tìm khắp nơi nhưng mà hành tung của thượng úy công an vẫn chưa tìm thấy các bạn ơi. Thật sự với cái tình hình này thì không biết khi nào mà thượng úy công an mới được tìm thấy. Nếu như các bạn có những cái phán đoán gì mà hấp dẫn nè,
Thượng úy công an có còn ở Củ Chi, xã Trung An, huyện Củ Chi hay không, hay là thượng úy công an đang ở Campuchia, hay là thượng úy công an đang ở một số tỉnh ở gần biên giới Campuchia, thì hãy comment để bình luận và đưa ra cái phân tích hay để mọi người cùng theo dõi và biết thêm thông tin. Còn thấy không? Để biết thêm cái thông tin. Trời đang rất là nắng. Nắng chang chát luôn các bạn. Mấy cái hàng quán bán thức ăn này thì cũng tăng thêm thu nhập rất là nhiều, bởi cái lượng khách từ phương xa tới, cũng như lượng anh em YouTuber ghé vào để ăn trưa, ăn tối, ăn sáng rồi các bạn, uống nước rồi các bạn, rất là nhiều nha. Khu vực phía trước này rất là thông thoáng nha. Và mình cùng nhìn thẳng sâu vào bên trong thử coi có cái xe chuyên dụng đâu. Ở phía trong kia cũng có một cái chiếc xe chuyên dụng ở phía đó các bạn. Và vẫn còn lực lượng cảnh sát cơ động là đang chốt trực trên cái tuyến đường 472 này nha. Cái tuyến đường 472 này là tuyến đường liên tỉnh thôi, mà tại nó chạy vào cái khu vực, nó chạy xuyên qua cái khu vực thường ý Lê Quốc Tuấn lẩn trốn, nên công an vẫn đang phong tỏa đến bây giờ nha. Đã 3 ngày trôi qua nhưng mà hành tung của anh này vẫn đang là một điều bí ẩn. Bí ẩn các bạn. Trời bây giờ đang nắng rất là gắt nha. Người dân của Chi cũng không còn về mạng mà tập trung theo dõi nhiều nữa. Corona đang căng thẳng lắm ở dưới thành phố à? Vừa có ca thứ 6 mắc rồi ở Khánh Hòa. Mắc nữa hả? Dương tính rồi. Anh em là mạng y tế mày tên. Đấy là thời sự. Là năm dồn dập nó. Các bạn biết không? Trong khi rất là nhiều người quan tâm hiếu kỳ về việc truy tìm thượng úy công an Lê Quốc Tuấn, thì hiện nay ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở một số tỉnh có lượng khách Trung Quốc qua Việt Nam du lịch rất đông, thì vẫn đang lo ngại cái tình trạng là virus corona các bạn. Nhưng mà mình thấy việc truy tìm thượng úy Lê Quốc Tuấn này cũng khá là quan trọng. Cũng khá là quan trọng các bạn. Một số người đã quá chán ngấy nè, chán ngấy cái cảnh này và họ đã bắt đầu đi về nè. Các bạn coi, một người đi về nè và hai người đi về nè, họ đã bắt đầu đi về rồi các bạn. Tuy nhiên một số người mà vừa theo dõi thông tin này thì cũng đeo khẩu trang để đề phòng cúm virus nha. Tối qua mình có thấy cảnh người cơ quan chức năng trắng đêm để mà truy lùng hung thủ không? Tôi đâu có lên đây. Không có lên hả? Hiện nay mà người dân ở khu vực này tối ngủ mà ai gõ cửa dám mở không? Ở dưới miền Tây lên đây luôn hả? Hiếu kỳ đúng không anh? Bỏ công việc luôn, bỏ công việc để đi xem cơ quan chức năng tìm hung thủ. Dạ dạ, nay cũng chưa làm á, chưa làm hả? Công việc cũng dài bữa nữa. Chứ anh là anh ở đâu anh? Ở Hậu Giang. Ở Hậu Giang tới đây xem luôn.
đâu không phải ở gần mà ở xa đi giờ đâu đó à. Đó nhà đỏ đây mà ờ à, đi đường xa quá anh đem bánh rồi đem theo ăn à dạ dạ để chống đói đúng không chống đói để mình coi á à. Nghĩa là lượng bánh này á là mình có thể duy trì mình tới tối đó. Đúng không anh dạ ăn chơi tới tối để theo dõi đúng không ừ ừ là anh tính khi nào anh về lại về chiều về về quê à? Dạ, dạ. Lên đây coi để thụ mạng đúng không? Dạ dạ. Hồi sáng giờ không đâu anh coi trong mạng không à? À. Hồi sáng. Hồi sáng giờ anh ở đây anh tám chuyện với người mọi người ấy, thì anh đã nắm được cái gì thông tin gì hay hay chưa? Là cũng chưa anh cũng bình thường. À. Cũng y giang như ông đài vậy cũng chưa gì. Dạ. Cảm ơn nhiều. Ông đài coi vlog chắc cũng anh coi kênh gì? Hả? Có coi 10 khó TV không? Có. Mình coi trong này nè. Mình coi của anh gì anh Trần Đức anh gì á. Đoàn Đại Trí à? Ừ. Có Đoàn Đại Trí không? Có anh tên anh gì và hỏi anh 10 khó TV. 10 khó TV hả? À. Chưa. Anh coi rồi theo dõi nha. Và có cảnh sát giao thông ở đây cũng mời những người mà hiếu kỳ đến đây tập trung theo dõi rồi cả khu vực các bạn. Phía trong tuyến đường này vẫn còn lực lượng cảnh sát túc trực nữa các bạn. Là cảnh sát giao thông cũng đã mời những người mà tập trung ở đây ra khỏi khu vực rồi nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. À, nếu như có những cái chi tiết mới hoặc là cái thông tin mới hoặc là có biến gì á thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Bây giờ cảnh sát cơ động là cũng như cảnh sát giao thông là cố giải tỏa khu vực này các bạn. Những người ở khu vực này là phải giải tán hết nha các bạn. Và chắc là mọi người cũng sẽ về luôn các bạn, tại vì cơ quan chức năng là không có cho tụ tập lại đây nữa. Tăng cường ngay lực lượng bây giờ tăng cường rồi, nếu như có gì mới có biến gì mới thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem nha. Mình xin tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.